Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay Nhân Lì mới cắt tóc nữa các bạn ơi. Đẹp trai chưa? Mình hổng gài mình rất là thích cái kiểu in the cut nữa bạn. Nó đang làm mưa làm gió bạn. Hồi xưa cắt này nhìn nó ngố mà giờ này mình thấy mình đẹp trai lên. Thì bữa hôm nay mình đang tại sao mình đi cắt tóc các bạn? Tại vì bữa hôm nay mình phải chuẩn bị để ngày mai mình đi chụp hình với em bé các bạn, chụp hình baby photo. Hồi bữa là mình đi chụp hình lúc mà vợ mình nó có bầu của bạn. Bữa hôm nay là đi chụp hình em bé bạn ha. Thì bây giờ vợ mình nó đang ủi áo bạn. Ủi áo à. Ủi áo cho chồng ngày mai đi chụp hình em Mình bé. thì quanh năm suốt tháng chỉ có áo trắng và quần tây thôi các bạn. Không, mình là thuộc loại là hèn cổ lỗ sĩ. Nhưng mà cái tướng của mình mặc áo trắng với quần tây đen mới là đẹp các bạn, mới toát lên cái vẻ đẹp trai của mình. Đó, bây giờ con vợ mình nó đã ủi xong cái áo rồi, máng lên ngày mai đi chụp hình. Giờ con vợ mình nó đã chọn cho nó cái đầm xanh. Còn em bé của mình đó thì ngày mai vô trỏng thì ở cái studio của họ sẽ có rất là nhiều cái outfit cho em bé các bạn. Đó. Đây là cái phòng ngủ của hai chồng mình bạn, còn cái chỗ kia là cái phòng mà để đựng đồ. Các bạn thấy cái phòng đựng đồ nó ngủ được cái phòng đựng đồ mà nó bự hơn cái phòng ở Việt Nam hồi xưa của mình các bạn. Trước khi đi thì mình sẽ cho vợ mình để cho con bú sữa các bạn. Tại đó nó đói bụng, nó khóc sùm, không có chụp hình được. Nhưng mà cái cô này là một cái người thợ chụp hình rất là chuyên nghiệp luôn, cho nên cậu sẽ biết ứng phó những cái tình huống như vậy các bạn ha. Bây giờ thì mình đã lên đồ đó bạn, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi chụp hình các bạn ơi. Nhìn mẹ lạ không? Mẹ mày lạ quá hả? Bây giờ lên đường đi các bạn ơi. Thì từ đây tới đó là tầm 39 mai, tầm là 45 phút. Con đã để vô ca xích rồi. Diện đồ đẹp lên rồi. Bây giờ đi thôi các bạn ha. Ba đây, ba Bạn đây, ơi, ba đây, thì ba đây. mình đã tới nơi để chụp hình rồi. Thì cái nơi của mình nó gọi là Granite City các bạn. Đây là một cái thành phố thuộc tiểu bang Illinois. Thì các bạn biết cái tiểu bang Illinois á, là cái nơi mà sinh ra ông tổng thống Lincoln các bạn. Ông tổng thống Lincoln là ông tổng thống thứ 10 của nước Mỹ. Ông tổng thống này rất là vĩ đại các bạn. Ông đã giải phóng chế độ nô lệ, từ đó nước Mỹ không còn nô lệ nữa. Cho nên cái thành phố này á, là thành phố Lincoln các bạn. Thành phố Lincoln là nơi mà ông Lincoln đã sinh ra các bạn. Nhưng mà cái thành phố này nó hơi nghèo nàn xíu, để mình quay cho bạn coi Cái ha. thành phố này nó hơi nhỏ bé, nó cổ xưa các bạn. Nó có rất là nhiều giống như là những cái nơi bán đồ điện nè, có Ashley nè, nhưng mà nhìn nó hơi hoang tàn chút xíu, nó không có đẹp giống như mấy cái thành phố lớn bây giờ các bạn. Cái thành phố này được thành lập từ năm 1896 các bạn ha, cách đây cũng gần 200 năm rồi đó. Thì bây giờ cái tiệm chụp hình của mình, đây là cái xe của cái bà chụp hình của mình bạn, thành phố Granite City. Thì đây là cái tiệm chụp hình các bạn, Lily Photo ha. Bây giờ họ chưa có setup xong cho nên mình không có vô làm phiền họ, bạn thấy không? Đó, thì cái hình em bé đó là cái hình của Ken ăn vặt cùng Ken đó các bạn. Đó, em bé con của ăn vặt cùng Ken. Bây giờ vợ mình nó đang thay tã. Còn bên đây là cinema các bạn, đây là một cái rạp hát rất là cổ xưa luôn. Đó. Cái chiếc xe này rộng các bạn, mình mở máy lạnh hết cỡ đi để cho em bé, mặc dù em bé nó nằm ở đây nằm thay tã cho em bé mà em bé vẫn mát các bạn. Con nít bây giờ sướng rồi trời, nằm nó phê luôn kìa. Các bạn thấy không, mở máy lạnh hết cỡ cho em bé mát luôn các bạn. Săn kẻ quá mà. Mở máy lạnh hết cỡ cho con Nhân Lì đi, trời cái máy nó thổi ở đây các bạn. Quá mát luôn. Trời, nằm nằm thay tã phê luôn. Sau này mà đi chơi là bật cái ghế xuống cho hai mẹ con ngủ sao. Không có bị dơ chụp hình nghe chết ơi, chết ơi chết. Cái này là setup của em bé. Cái này là này. Còn cái đó. Ở trong này các bạn. Đây các bạn ơi, thì ở trong đây là cái studio, thì
cái cô chụp hình này nói á, trong đây phải giữ nhiệt độ rất là nóng để cho em bé ngủ yên các bạn, tại vì em bé nó thích nóng các bạn ha. Nhưng mà nếu mà mình với con vợ mình mà nóng á, thì mình có thể lại cái quạt đó ngồi, tại vì để cho nhiệt độ nóng á, thì sẽ chụp hình dễ hơn. Thì ở đây họ đã set up sẵn mấy cái hình này bạn. Đây là một cái giường bé nhỏ xinh xinh, còn bên đây là một cái tấm mấy cái ghế nè các bạn ha, đó một cái set up. Còn bên kia là những cái giường trái cây nhỏ nhỏ. Mình vô đây mình học hỏi để sau này mình về mình chụp hình cho con mình ở nhà chơi các bạn. Nhưng mà bữa hôm nay để chụp hình kỷ niệm thì mình mướn người ta chụp hình đi. Ok. Mấy cái này là mấy cái background nè. Hả? Nè nó trang trí đẹp hết trơn. Sau này mình về mình học hỏi theo mình tự chụp cho con mình. Chụp cho vui đó. Mấy cái này cũng đẹp. Đó. Cái này thấy không? Quá trời đồ luôn. Đó. Nói chung là cũng rất là dễ các bạn. Con ngủ. Bây giờ con mình thì nó ngủ rồi các bạn nhìn nè. Ở trong này nó khá là nóng các bạn ha. Họ dặn hết lên rất là cao các bạn. Họ dặn máy sưởi lên á. Thì em bé vô đây ngủ các bạn nhìn nè, ngủ mê man luôn. Ok. Bây giờ thì cô kia cô đi rửa tay rồi thì cô này cổ là 20 năm kinh nghiệm trong cái nghề chụp hình này các bạn ha. Thì nói chung là ở bên Mỹ này có rất là nhiều người chụp hình các bạn, nhưng mà cái cô này được khá là nhiều người giới thiệu. Bạn của mình thì cũng mới chọn bạn cái tấm hình của con các bạn mình nó dán trên cửa nè, tấm hình nè. Hả? Nhìn ngoài nhìn vô thấy. Cái này hay quá bạn. Ở trong nhìn ra thì không thấy, nhưng mà ở ngoài nhìn vô thì lại thấy bạn. Hay quá. Các bạn thấy không? Hả? Nóng rồi các bạn ơi. Còn mình nóng rồi, đỏ mặt rồi. Ồ, dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá. Bữa nay đi chụp hình. Thì mình sẽ chụp hình 2-3 tấm gia đình. Còn bao nhiêu là em bé bạn. Nhưng mà em bé thì sẽ có 2-3 tấm khỏa thân. Naked, naked. Tổng cộng là 17 tấm hình các bạn ha. Wow. Sau này về anh cũng phải mua, anh sẽ set up một tấm để chụp cho con lúc mà nó 1-2 tuổi, 3-4 tuổi. Rồi bây giờ cô chụp hình đã ra rồi các bạn. Bây giờ là họ rất là cẩn thận nhưng mà rất là chuyên nghiệp các bạn ha. Ở bên Mỹ thì mình chụp mình không có cần phải mặc đồ đẹp đâu các bạn. Chụp hình gia đình thôi mà. Người Mỹ họ rất là thoải mái tự nhiên các bạn. Họ không có cần phải màu mè quá lá hẹ. Đó. Ngủ đi con. Ngủ đi con, quen quen. Bắt đầu cho buổi chụp hình. Thì vợ mình sẽ lấy cái em bé ra các bạn. Bây giờ họ sẽ chụp hình 1-2 tấm đầu tiên cho em bé. Do you like this color wrap? Yes. Perfect. Thank you. Why can't you sleep? Once we get him wrapped. Giờ thì cô chụp hình này bây giờ mình gọi là cô đi các bạn ha. Bây giờ cô đang wrap em bé của mình lại các bạn. Họ sẽ chụp là 3-4 tấm quấn em bé và 2-3 tấm là không quấn em bé. Và 1-2 tấm là em bé không, 1-2 tấm là em bé với mẹ. Rồi sau đó là ba chung các bạn ha. Nói chung là đây khai vô đi. Hello Jen. Trời nhìn họ quấn chuyên nghiệp các bạn. Tootsie. Trời ơi, nhìn họ quấn con mình thế. Oh, look so cute. Mình đã hỏi ý kiến của cô này rồi là cô có cho mình quay phim trong cái quá trình mình chụp hình hay không, thì cô nói cứ tự nhiên không. Muốn thích thì quay thôi. So you live around here? Yeah, I only live about 5 minutes away. Oh, nice. Which is nice. That's just why I'm still in this particular studio, because it's so close to home. My friend Ken Tang. Mhm. Yeah. Yeah. Đây các bạn tấm hình đó đó. He recognize you. Hello Jack. Trời ơi, quấn con mình lại rồi kìa. Rap đẹp quá. Ồ. Con của cô gái này. Đứng trong này mình thấy nóng rồi, đổ mồ hôi. Tại vì nhiệt độ nóng thì em bé mới ngủ dễ các bạn ha. Một cái studio đơn giản thôi.
bên đây là một cái setup riêng. Bên đây tổng cộng có 4 setup các bạn. Năm bên đây là 5 cái setup. So you have 3 kids? Yeah. Hả? Quay cho các bạn coi, bây giờ họ đang dỗ cho em bé mình ngủ. Wow, you look good. Be awake for a family photo. We want to start with mommy or daddy? Mommy. Mommy. Hey, let's start with mommy. Mommy boy. Oh, that's a mommy boy. Ready?